chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Hôm nay là ngày thứ bảy Thì đồng hồ bạn thấy đằng sau mình đó ở à, 1 giờ 37 trưa Rồi thì mình có cái chuyện này mình muốn chia sẻ thì Gần đây thì, á, thì bạn nghe cái hiệu lình sinh đó là Cái ông chồng bà Nancy Pelosi Gọi là bị uh, ông một người đàn ông Đột nhập vô nhà và dùng búa tấn công ông, ông ta Mình nói đây để các bạn thấy cái logic Nhà bên Mỹ mà nhất là cái nhà của House Speaker tức là cũng thuộc là chủ tịch Hạ viện đó, ở Việt Nam dịch là như vậy đâu phải là như là nhà dân đâu phải như nhà bình thường ai mà đặt buốt cái sản vô rồi tới chạy tới tận nơi mà gõ đầu như vậy bạn hiểu không mình chia sẻ như như vậy để các bạn thấy là nó có cái gì đó nó xào xạo ở đây hai người đàn ông nửa đêm nửa hôm mà xảy ra quấn lộn như vậy thì mình sẽ chia sẻ cái clip này và mình sẽ thuyết, uh, thuyết minh qua tiếng Việt thì đây là cái cái, cái anh Uh, Terence William anh này là ủng hộ tổng thống Trump rất là ghê ha một người diễn viên all rise, all rise. Court is now in ok ok uh, phiên tòa bây giờ sẽ bắt đầu It is the honorable judge Terence K uh, đây là cái Honor uh, Judge, on Judge là mình nghĩ là chắc là ông ông tò đó Terence William So we are going over case 4599. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái vụ án 4599, tức là 4599. This is the case of Paul Pelosi. Uh, đây là cái cái case liên quan tới ông Paul bể Lấp Xe. Versus a man in his underwear at 2 in the morning. Với là cái người đàn ông mặc cái quần vào 2 giờ sáng ở trong nhà của ông ta. So Paul Pelosi is married to Nancy Pelosi. Ông Paul Pelosi đây là chồng của bà Bán Karem. Bà Bán Karem là... Nó gọi là Speaker of the House thì tiếng Việt hay dịch là Chủ tịch Hạ Viện. Nhưng mà ở đây mình sẽ dịch là Tiếng Nói của Hạ Viện. Even though she can't even speak. <laughs> Thậm chí bà ta không có được nói. Order in this court. Hoặc là đưa ra lệnh trong cái tòa này. Sự việc thế này thì ông bo bể lớp xe đang ở nhà lúc 2 giờ sáng But naked half, naked whatever you want. <laughs> but naked half tức là ở trần chuồng hoặc là bạn muốn hiểu sao trần như nhọng ok hoặc là bạn muốn but hiểu sao mình hiểu house, have... uh, trong khi một cái người đàn ông khác xuất hiện ở trong nhà ông ta naked, naked, cũng ở trần chuồng là trần như nhọng hoặc là mua mẹ muốn nói sao bạn nói And this man had a hammer. Và cái người đàn ông này á, thì cầm theo cây búa And this man supposedly hit Paul Pelosi with the hammer. Và cái người đàn ông này á, hit tức là đập cái ông Paul này bằng cái búa đó. But what we want to know in court today is why was Paul Pelosi half naked When other man was in his house Nhưng mà điều chúng tôi muốn biết trong cái phiên tòa này á là tại sao ông Paul bể lớp xe lại chân chuồng trong khi người đàn ông kia cũng chân chuồng. Trong khi cái bà Nancy bể lớp xe đã đi đâu mất rồi, đi đâu lúc 2 giờ sáng ha. Huh? This sound like a booty call gone wrong cái vụ này nó giống như là cái trường hợp booty call go wrong tức là cái kiểu một thỏ thì thương một cái thỏ thuận mại dâm mà bị trật đường ray bạn hiểu không going wrong cái này nó miêu tả mình giống như cái vụ mà hai cái thằng nghệ sĩ nổi tiếng của cái xứ cộng sản hơn nó qua tây ban nha hình như là hai ba tháng trước hay sao đó rồi nó cũng quan hệ thể xác với một cô bé tuổi vị thành niên rồi cái đùng 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 cái lên báo xuất hiện về cái con bé đó nó nó tố hai ông này là tiếp nó Ok Mình đi lạc hướng một xíu Bạn thấy cái chuyện đó nó vô lý không Ở tại Tây Ban Nha hai, hai ông này đâu có bắt nó vô phòng hai ông đó đâu Bạn hiểu không Thì tức là sao Con bé này Hai bên thỏa thuận như thế nào đó Mình gọi là Boudicor là như vậy Đó tức là hai cái người này thỏa thuận với con nhỏ đó ờ đi vô đây này nọ rồi trả tiền này nọ nhưng mà vô đó chắc chắn làm như thế nào đó rồi nó going wrong đó thôi con này nó nó chạy ra khỏi khách sạn và nó nó báo cảnh sát và bắt nhốt ham này nó cái chuyện là như vậy mình xíu qua một chút quay lại cái clip ấy this this like là cái trường hợp mâu thuẫn lợi ích mãi giam đi trật đường ray thôi Go wrong in this court. It like somebody got caught being Phiên tòa kết thúc một vụ án kỳ quặc. order in this court. Thì tôi sẽ xem cái order là tôi sẽ xem cái lệnh trong phiên tò này bây giờ. So, we have the evidence in question. Um, chúng tôi có cái bằng chứng. Here is the evidence. Đây là cái bằng chứng đây. Paul Pelosi, Nancy Pelosi's husband. Paul Biloxi hay là còn gọi là chồng của bà bể lớp C mặc cái quần slip này vào 2 giờ sáng trong khi một cái người đàn ông khác cũng mặc cái underwear tức là cái quần slip xuất hiện trong nhà của ông ta hai thằng đàn ông nhưng mà ở trần chuồng và hai giờ sáng và có một cái búa khả năng cao là hai người đàn ông này đã chơi đùa hoang lạc và nó không có kết thúc theo một cách mà hai người mong muốn tức là đi trật đường ray đó, nó còn gọi là cái booty call go wrong. In this case it's dismissed. Ok, và cái case này được bỏ qua dismissed <laughs> Order in this court. Ok. Đó, thì cái clip em ngắn gọn như vậy. Các bạn có thể vô cái link đó, Order in the course của uh, Terence William. Cái anh này, anh support Tổng thống Trump rất là nhiệt tình. Và anh nói rất là hài hước. Uh, tại vì anh này là một diễn viên. Là một cái clip vui vẻ của cái chính trị Mỹ ok để mình sẵn đó mình trả lời cho mấy cái thằng dốt dốt nói là ồ Mỹ đừng có dạy đụng vô luật sư đừng có dạy mà đụng vô mấy thằng tổng thống mấy thằng ở lớp xe rồi này nọ thì bị trả thù cái okay? và cái thằng vương phạm mình nói không có không có cái đắt khi mà phải sợ ở đây hết ha ok rồi bye bye các bạn chúc các một cuối tuần vui vẻ